Xin chào các bạn. Xin chào. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ có một cái thử thách là dùng cái kẹo Mentos này nha. Kẹo mình đi mình kiếm cái kẹo Mentos bạc hà nhưng mà không có, chỉ có cái loại hoa quả đấy thôi này mọi người ơi. Thì mình đã mua thêm một cái thông kẹo Soria này. Thì cái này thì nó có bạc hà thì ngày hôm nay thì mình không phải là cho kẹo vào Coca-Cola này đâu nha mọi người nha, mà là mình sẽ bắt cái chai Coca này lên và mình sẽ thử thách, mình sẽ tung cái viên kẹo này vào đây, không biết là có rơi vào hay không. Thì bây giờ mình sẽ thử làm nha mọi người nha. Mình có dám chơi cái thử thách ngày hôm nay không? Đây mọi người ơi, đây là cái kẹo bạc hà này. Cái viên kẹo này nó vừa nó nhỏ để có thể lọt vào cái chai của ta này nhá mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ thử bóc cái Mentos này ra xem nó cái này cái vị hoa quả này thì chắc là nó không được như cái đây mọi người ơi, đây là Mentos nhá. Đó. Ui. Và bây giờ mình sẽ vặn cái chai Coca này ra mình sẽ đấy. Bên có dám chơi thử thách này không? Mình sẽ chuẩn quá mọi người ơi, kinh nhỉ? Đấy, mình vừa tung một cái đó đã lọt vào lỗ luôn rồi này mọi người ạ. Thắp phải kinh không Thắp? Có. Đấy. Ô, thế mà nó không xùi, bố con tưởng cái kẹo này không xùi. Ơi nè, bây giờ mình sẽ thử tung lại cái viên này nhá. Ui, tung vào. Tung quả đầu tiên đã vào rồi mọi người ạ. May mắn luôn nha. May mắn luôn. Khó phê đại. Đây mình thử thả cái viên này vào xem nó có sủi hay không. Cái viên này thì nó không sủi như cái viên Mentos kìa các bạn ơi. Mình thử thả thêm viên nữa vào nhé. Con tưởng Mentos này thả vào nó mới được nha mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ đi mình kiểm tra Coca khác, mình sẽ thử lại cho mọi người cùng xem. Con cứ tưởng cái này không xùi được nhớ nha. Thế mà nó không xùi được lên này nhỉ các bạn ạ. Nhưng mà cái này nó không xùi được cơ, để thật. Cái này nó bị bạc hà mà nó lại không xùi như cái kia nhỉ. Con thử thả. Bây giờ thử thả một cái viên Mentos khác vào đây xem nó có sủi lên nữa không? Hay là nó hết ga rồi? Để con thả cái này nha. Nó có một tí ga ở đường này bố, đây này. Chắc là nó không phải đâu, nó hết ga. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái chai Coca khác để mình sẽ thử thách lại nha mọi người nha. Đầu tiên vào luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử mở cái chai khác ra và bây giờ
Mình sẽ tung lại xem có trúng không nha mọi người nha. Có một viên nữa, bố tung trước nha. Cho pin tung viên đầu tiên. Đây, bây giờ mình sẽ bật cái chai Coca này ra nha. Rồi. Pin thử tung đi xem có vào không. Đó, để ra chỗ này cho nó khô đi. Cho nó tránh đấy. Pin ngồi lùi sang kia. Cho viên màu ấy. Mình sẽ dùng viên màu này. Rồi. Cái lỗ này ra này, xong rồi mình sẽ thấy khó mới gọi là thử thách xem có tung được vào hay không, chứ dễ thì thử thách làm gì. Đấy. Bên này hai bên này hai viên xanh, bộ này hai viên vàng nhá. Vâng. Thắp được cái viên này đây. Từ đây nấu phết rồi mà chưa tung vào nhỉ Vin nhỉ? Vâng, cái này khó quá. Cái này mình phải có tính kiên nhẫn mà tập trung. Không được kiểu... lãng trí đi. Đúng rồi, lãng trí là nó sẽ không tập trung, không vào đâu. Đấy, Vin tí vào quá ấy luôn. Khó khăn. Và nhá. Uầy, tí vào các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử thách khác, đó là thả đứng ở trên cao thả xuống. Đây, thắp đứng lên trên, thắp đứng lên trên, quay cái hạt này thẳng xuống. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử thả cái viên này từ trên cao xuống nhá. Cho Pin chơi trước. Đứng cao lên một tí. Ôi, sạc xin rồi. Đấy. Một viên nữa. Rồi, hai phát trượt. Bây giờ mình sẽ thử cắm cho chuẩn nha. Uầy. Khó quá. Bố John chơi phát. Rồi, ok. Rồi, Pin thả đi, thả phát nữa. Rồi mình sẽ thả. Rồi. Trúng.